Đây. Ui. Wow. Đá cả đời. Mấy con như này là ngon rồi. Ok, con chú cháu của Vinh xin kính chào cả nhà nhé. Bữa nay chú cháu của Vinh lại đi bắt cua cả nhà. Bây giờ mời cả nhà mình cùng đi bắt cua với chú cháu của Vinh nhé. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Xuống nào. Nhét cái bờ nha. Đây. Có kia chưa? Ừ, cống. Có gì đâu, cứ đi. Đi. Có. Lỗ mà. Có sao đi. Ghê quá. Đứt con này, đứt con này. Đứt cái bao đi được sao? Đứt cái này được chứ nước. Con đẻ là một con nhút nhút nhưng con phải che không không cái màn nó kia thì phải che luôn. Đây con cua. Trời hôm nay hơi tối. Sao thấy khó chạy đâu rồi? Nhìn nhé. Con chó đâu rồi? Đã được. Đây đây đây. Con này khó bắt. Ừ, giỡn mày. Lên 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 sao? Lên sao ra? Lên sao? Ui, cái hầm nữa này. Hầm này được hăng nó quẹo trên này chứ. Ừ. Ê. Nè. Ê, nè, nè. Một con. Ê. Ngon. Êm. Êm. Con nữa. Ăn rồi. Ai to quá. Cái không. Hàng không đúng rồi. Sao mà lắm hàng thế? Thế này nó đi rồi. Này nó vẫn mang cái cuốc. Mang cái cuốc đi đó. Đây rồi. Ê. Mày bưởi. Rồi. Đấy. Đã chưa kìa. Ui. Cái này tay to quá. Ai ạ? Dạ. Đây. À. À, đi ăn. Thế con này bầu. Đi. Quẹ, con này bầu này. Có con này. Trứng à? Con này này. Trứng là có con này này. Đúng con, đúng con. Ôi, con ốc rồi.
Ở đây. Chết. Ba rồi. Ốc rồi, chết rồi. Ốc nè. Ốc. Lên lên lấy bao à? Đấy con. Quá đã rồi này. Tay to không vô được đây. Trong này có con này. Nắm luôn. Con nữa cả nhà. Con này giữa thằng con là cắn à. Giết chân lại. Đây 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 mày nhà đi con đây ha ha đá cả nhà vô. Mày ra hả? Đi rồi. Không, chưa đi. Không, nó chạy kia rồi. Cái túi này. Em biết. Thấy rồi. Ừ. 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 Không, đợi đi. Ai mà nắm rồi kìa, cả xe. Cả hỏi cả. Ừ. Đơn cả này. Bắt con này lớn chưa? Dạ. Ừ, có mấy con bò trên con này á. Gì? Cua. Mau đi. Nó đi.
đẹp quá. Cái gì? Má ơi, ba đâu? Ê, cái bóng. Bụng ra đâu ấy. Chiều tính. Chưa làm thịt đấy. Đây. Ui. Đá cả trời ơi. Mấy con như này là ngon rồi. Ô kìa con cua. Ô kìa con cua. Như con cua. Làm được. Ra cái này cua. Cua. Cua đá. Ấy đấy các bạn ơi. Nhảy cả lên bờ này. Vô. Cái này lấy cái gì vớt nữa. Nó nhảy lưng rồi. Nó lên nhiều lắm, tao tao đổ bò. Em bẩn lắm. Đắp bò ơi. Đắp bò đi, Cua. Lấy rồi. Đưa nước cả đá. Quả mấy chú cháu của Vinh mà bắt được cái này. Ui. Chị sẽ mất. Ê, Kì. Kì. À, không đổ ra đây đâu, đổ nó chạy ấy. Đây này. Đây. Đó. Chạy cua này này. Đây cả nhà đó, ấy cá ốc, mấy cá nhỏ nữa. Giờ thì Vinh cũng xin tạm dừng clip ở đây cả nhà. Nói chung bắt cũng được như đây này. Và Vinh cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã dành chút thời gian quý báu để theo dõi clip của Vinh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái clip sau. Bye.
Okay.